Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lê Minh. Mình trở lại live stream cùng anh chị em các bạn. Các bạn biết thời buổi bây giờ con người ta ai cũng phải có, cũng phải biết tiến thân và phải đứng trên cái đôi chân của mình để vươn lên thôi. Thế giới bây giờ là thế giới phẳng, các bạn thấy đó. Cộng đồng thế giới người ta chung tay nhau, người ta làm ăn phát triển kinh tế và hướng về tương lai, chứ không phải giống như cái lũ chống cộng ô hợp như ở hải ngoại, những cái kênh truyền thông của tụi nó vào xem tin tức, thấy lướt Facebook rồi thấy tụi nó dùng những cái hình ảnh nó xuyên tạc Việt Nam rất là bỉ ổi và vô liêm sỉ. Cái tụi mấy cái đám mà thành phần ở hải ngoại chống phá Việt Nam, tôi quý vị tin tôi đi, toàn là lũ ô hợp không à. Những người mà người ta thành đạt, người ta có cuộc sống mà ổn định à, ở hải ngoại, người ta không bao giờ đi làm những cái chuyện mà tào lao như vậy đâu. Toàn là mấy cái quân này là quân ô hợp, nó câu view câu like, đây là nó kiếm cơm, nó ăn, nó sống qua ngày ở cái xứ người thôi. Và mục đích tụi nó làm sao xuyên tạc chống phá Việt Nam, chứ mấy cái đám này nó chẳng có yêu nước yêu non cái con mẹ gì, nó yêu bà nội cha nó chứ nó yêu cái gì. Cái lũ ô hợp đó, nói tới cái đám này là thấy bức xúc, tại vì con người của tụi nó rất là toàn là cái thứ gọi là bần cùng, lên mạng thì thằng nào cũng phát vào cái bộ đồ vest người làm kênh giống như ta đây là một trí thức, một thương gia hay là một cái người gì đó ghê gớm lắm, mà toàn đằng sau nó màn hình của tụi nó ghép đầu này, nó treo đầu dê, nó bán thịt chó, nó xuyên tạc chống phá đất nước không. Các bạn biết Việt Nam mình bây giờ ngoại giao trên thế giới tầm vóc quốc tế, chứ đâu phải là cái kiểu giống như là chém gió hay là những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước nó tuyên truyền đâu. Nó không phải như vậy đâu quý ông bà anh chị các bạn ơi, cho nên hết sức cẩn thận. Cuộc sống mưu sinh mà, ở đâu cũng phải làm, ở đâu cũng phải vươn lên cái cuộc sống của mình, phải biết tiến thân. Còn cứ ngồi đó trông chờ rồi người khác ban phát cho mình, còn không thì ngồi đó cái mưu mô xảo trá, bịp bợm lừa đảo để đặng mà lấy của người này lấy của người kia, rồi hại người nọ hại người kia để tạo ra cái cuộc sống mưu sinh cho mình. Những cái thứ đó nó không bao giờ bền bỉ đâu. Giá trị cuộc sống là mình phải đổ mồ hôi xót con mắt, ở quê hương mình cũng phải làm, ở xứ người ta mình cũng phải làm, ở đâu mình có được cơ hội thì mình cứ làm, nếu mình không có cơ hội ở xứ người thì mình về quê hương của mình làm ăn, mình kiếm tiền, mà cuộc sống của mình phải biết vươn lên thôi. Có người ở trong nước người ta cảm thấy đi ra nước ngoài người ta tìm cơ hội để họ lập nghiệp thì mình cũng mừng cho họ nếu họ thành công. Các bạn thấy cũng có những người ở nước ngoài người ta về Việt Nam người ta cũng tìm cách đầu tư kinh doanh, cũng có những người thành công, cũng có những người thất bại. Và cuộc sống mưu sinh mà, thì người nào thành công thì mình mừng cho người ta, những người thất bại thì họ sẽ cố gắng họ đứng lên. Cũng như tôi trở về với quê hương thì tôi cũng phải làm, chứ đâu phải ăn không ngồi rồi tiện đâu, núi bây giờ đồi núi cũng chịu không nổi. Có nhiều người họ nghĩ rằng tôi về Việt Nam là hưởng thụ là ăn chơi. Nói thật sự tại cái môi trường xã hội Việt Nam anh chị các bạn biết mà, đời sống cái môi trường kinh tế ở Việt Nam nó khác với Mỹ rất là nhiều. Nó không phải giống như bên Mỹ khi con người ta làm việc thì họ lao đầu vào trong cái cuộc sống mưu sinh. Các bạn thấy họ lao đầu vào không biết trời đất gì hết, cứ làm suốt. Còn ở Việt Nam thì nó thảnh thơi hơn. Nếu mà mình có khả năng vật chất, tôi về tôi cũng phải, các bạn thấy cũng phải đi cày suốt, đi làm đủ mọi thứ. Chứ đâu phải tự nhiên có đâu. Không là mình về mình cũng phải mới cài về để đặng mà xới đất đồ làm lại nền móng rồi
mọi thứ hết, sống mưu sinh mà gian nắng gian nôi làm. Hồi xưa ở ngoài Bảo Lộc mình cũng phải làm cà phê cũng vậy, mình cũng phải về, mình cũng phải hái cà phê rồi vườn tược chăm sóc. Nhưng mà cái môi trường sống ở Việt Nam thì nó khác ở Mỹ. Ở Mỹ thì nó hành chánh thì nó đâu ra đó nhiều hơn. Chứ mới cài mới mua tại mướn thuê người ta thì nó tốn kém, thôi mua mẹ chứ mới cài về mình tự làm, mình tự xới, mình tự đào cho nó tiện, nó đỡ tốn kém. Mới về hổm nó chơi, nó cho mẹ cái bình điện, thành ra mình phải mua ổ khóa lại để cái bình điện nó trơn tuốt. Thiệt là cái tình đấy, cuộc sống của mình vậy thôi, ở đâu cũng phải làm, về quê hương mình cũng phải làm các bạn, đó. Ra xứ người ta mình cũng phải làm, cho nên đừng vì những cái thứ mà nó không ra gì rồi mình trở thành những kẻ biến chất rồi xuyên tạc chống phá đất nước. Ở cái môi trường Việt Nam thì nó làm ăn thì nó có những cái mà mình cần phải học hỏi, tại mình mới về mình chưa hiểu thì nhiều khi mình bị xáo trộn, tại mình ở xứ người cái cuộc sống môi trường nó khác. Về Việt Nam thì mình còn cần phải học hỏi và hội nhập vào để đặng mà làm ăn cùng với người dân trong nước để lao động và phấn đấu vươn lên vậy thôi. Tôi là người sống cầu tiến chứ không bao giờ mà ngồi đó trông chờ vào cái gì ai đó ban phát cho mình. Tôi mà có cơ hội là thấy cơ hội là chụp lấy, mình chứ phải làm ăn thôi, lo làm kiếm. Bạn thấy miếng đất này mình mua mà nay 7-8 tháng rồi, là bây giờ mình đang nâng nền đồ lên để đặng mình làm ăn kinh doanh được. Hổm mình đi về Vĩnh Long mua chiếc máy cày trở về đâu không tự mình ban luôn, tự mình làm luôn. Nhiều người dân nói hôm này ông ở nước ngoài về mà cái gì giống gì ông cũng làm hết, cái giống gì ông cũng chịu làm hết. Chứ ông lại họ thấy họ còn lắc đầu. Cuộc sống mưu sinh mà mình phải biết, mình phải hiểu, mình phải làm, chứ đâu phải về để cởi ngựa xem qua rồi đi ra hải ngoại thì bắt đầu chửi bới xuyên tạc chống phá quê hương. Cuộc sống ở nước ngoài bây giờ cũng mưu sinh trăm bề. Tôi nói chị các bạn, tôi theo dõi tin tức hiện nay, tôi coi theo dõi tin tức báo ở báo Yahoo hay là trong cái tờ báo quốc tế có tầm vóc, tình hình kinh tế năm 2023 này rất là nguy hiểm. Nhiều kinh tế gia, ngay cả những ngân hàng lớn như Bank of America cũng vậy, nó đang cảnh cáo là năm 2023 này kinh tế Mỹ và thế giới cực kỳ khó khăn. Những cái sự là sa thải nhân viên nó đã bắt đầu sa thải rồi, là năm 2023 này các bạn sẽ thấy hàng triệu công ăn việc làm sẽ bị sa thải. Ngay cả hiện nay Facebook nè, Amazon nè, eBay nè, Twitter nè, nhiều những tập đoàn công ty lớn nó đã bắt đầu cảnh cáo rồi, nó sẽ chuẩn bị sa thải hàng trăm nghìn công ăn việc làm. Và năm 2023 này nó nói là trong quý 1 thì tôi đoán là từ đây cho đến mùa hè kinh tế Mỹ nó sẽ đi vào khủng hoảng sụp đổ toàn diện, tại vì một số kinh tế gia nó nói cần phải sụp đổ toàn diện để đặng mà nó làm lại. Bạn thấy kinh khủng không? Nó làm lại từ đầu chứ để ương ương dở thì nó rất là khó, chứ để làm phát nó rất là tăng cao. Hiện nay các bạn thấy những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước ở hải ngoại, tụi nó đâu có dám nhìn nhận vào sự thật đâu các bạn, nó đâu dám nhìn nhận vào sự thật cái xã hội nó đang sống đâu. Bởi vì khi tôi nói ra, nhiều người nói tại sao tôi chửi Mỹ. Tôi chỉ dựa trên những truyền thông của Mỹ tôi nói thôi, truyền thông mà mình thấy, mình nói, mình chia sẻ. Mình cũng bận rộn cho nên nhiều khi ít có live stream, ít có chia sẻ. Hôm nay thấy mấy cả thân cả tầng này, thấy tụi chống cộng nó xuyên tạc Việt Nam cách mất dạy, vô lương sĩ.
nó thằng Khoa gì đó, thằng gì bên châu Âu, thằng gì mà nó ra rã tối ngày, rồi đài qua của tụi chống cộng, rồi thằng mắc thằng cái thằng mắc ôn Trương Quốc Huy, rồi mấy cái tụi đài truyền thông tụi nó, cái kênh tụi nó xảo trá, nó bịp bợm ghê gớm lắm. Mấy cái tụi này nó sống nhờ gọi là xuyên tạc chống phá Việt Nam. Các bạn khủng khiếp lắm. Thôi thì mình cũng phải bắt đầu làm công chuyện này. Giờ mình phải chạy xe máy cày máy cuốc để đặng mình là ban nền rồi ban nền lại cho nó bằng phẳng, rồi mình sẽ cất nhà tiền chế đồ lên để kinh doanh bán buôn. Mình cũng không có định live stream tại vì cuộc sống rất là bận rộn. Trở về thì các bạn biết ở bên Mỹ mình cũng tìm đủ mọi cách để mưu sinh, về Việt Nam cũng vậy. Có nhiều người thấy mình nhậu nhẹt, tại vì nhiều khi các bạn biết ở Việt Nam mà làm ăn thì xã giao, người này gọi người kia ghéo, người này mời người kia mọc, mà mình từ chối thì kia cũng ngại. Nhiều khi thì xã giao thì người này kia thấy mình live stream ô thằng này về Việt Nam hưởng thụ ăn chơi rồi đàn điếm trị lạc, cuộc sống mà các bạn cứ nghĩ là như vậy. Bởi vì tại sao lý do nhiều ông Việt Kiều về Việt Nam ôm đầu máu chạy rồi vậy đó. Về xong rồi bắt đầu ôm đầu máu chạy qua bên kia, bắt đầu quay qua chửi cộng sản, đổ lỗi tại cộng sản. Về đó là cởi người xem qua, tung tiền qua cửa sổ, thảy tiền rồi ăn chơi chát tán rồi ôm đầu máu, bắt đầu khóc. Thành lập hơn 10 năm của mình trên quê hương, mình sẽ cố gắng xây dựng lên cái cơ nghiệp của mình trên quê nhà cho nó hoành tráng, để mình có cái cuộc sống ở quê nhà ổn định. Hiện nay mình đang ráo riết làm trong cái từ đây cho đến qua Tết mình sẽ hoàn thành cái công trình dự án của mình cho nó đâu ra đó, và từng bước mình sẽ phát triển cái cuộc sống mưu sinh. Ở đâu cũng phải làm thôi. Không, một lần nữa là mình xin chào quý bạn chị em. Bye bye. Mình cũng bận rộn, ít khi nào mình ít lúc này mình ít livestream lắm chị các bạn. Tại giờ đất đai nhà cửa công việc đồ nhiều lắm. Các bạn thấy ngày nào mình cũng phải giăng nắng giăng nôi rồi phải chạy xe cuốc rồi làm đất, làm nền, làm đường đi rồi là rất là bận rộn. Mình cũng cố gắng dành chút thời gian chia sẻ với cộng đồng bà con Việt Nam trong nước, cần phải thức tỉnh và cảnh giác. Mấy cái tụi chống cộng ở ngoài toàn là lũ ô hợp không. Một lần nữa xin chào quý bạn, xin chào quý bạn chị các bạn. Bye bye.